thay thế cho đàn anh Starrex, Hyundai Tazia 2022, đã được đưa về một đại lý chính hãng tại Việt Nam. Đây nhiều khả năng là phiên bản chuyên dụng trở tiền với mâm sắt, đèn pha halogen và cửa kính khoang cuối đồng màu thân xe. TC Motor vẫn chưa thông báo bất cứ thông tin nào về Tazia. Trong giải sản phẩm ô tô thương mại, TC Motor lắp ráp dòng xe Hyundai Solarity, trong khi Starrex được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Do đó, chiếc Hyundai Tazia trong bài viết nhiều khả năng cũng có xuất xứ từ Hàn Quốc. Hyundai Tazia sở hữu ngoại hình đậm phong cách tương lai. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí chạy ngang nằm giữa nắp capo và cản trước, trong khi ở phiên bản cao cấp, đây là dải đèn LED. Mặt ca lăng đặt thấp cùng màu với thân xe. Ở bên hông, chiếc MPV tạo cảm giác rộng và tầm nhìn tốt với phần kính cửa sổ rộng và cùng màu với cột A. Gầm xe hạ thấp. Phần đuôi xe thiết kế tinh giản, bóng bẩy với đèn hậu thẳng. Hyundai A sở hữu không gian rộng rãi nhờ chiều dài lên tới 5.253mm, chiều rộng 1.997mm và chiều cao 1.995mm. Chiều dài cơ sở 3.273mm và khoảng sáng gần 186mm. Hiện không rõ thông tin về động cơ, trang bị và hình ảnh nội thất của chiếc Hyundai Tazia tại Việt Nam. Hồi tháng 9 năm 2021, hãng xe Hàn Quốc từng cho ra mắt phiên bản thương mại Tazia Load tại thị trường Úc. Nếu giống, xe sẽ sử dụng động cơ 2.2 lít 4 xi lanh, chạy diesel công suất 174 mã lực, 430 Nm mô-men xoắn hỗ trợ, bởi hộp số tự động 8 cấp và dẫn động trục trước. Hyundai Tazia chờ tiền cắt bỏ hàng ghế thứ 3, nhường vị trí cho két chứa tiền cỡ lớn. Vì là xe thương mại, xe chắc chắn sẽ bị cắt bỏ nhiều tính năng, nhưng sẽ vẫn giữ vô lăng thiết kế giống Tucson. Với phiên bản thương mại bán tại Úc, Tazia thậm chí có dàn trang bị khá tốt, như 7 túi khí, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh, Apple CarPlay, Android Auto không dây hay sạc không dây. Bên cạnh phiên bản thương mại, nhiều người Việt cũng đang mong ngóng TC Moto đưa về Tazia phiên bản du lịch, bởi mẫu MPV cỡ lớn này đang được đánh giá rất tốt tại thị trường nước ngoài, cạnh tranh trực tiếp với Kia Carnivale.